Dạ, chào em ha. Hôm nay em mới về được 5 con máy phay. Phay loại này hai tay cầm ha, Marita. Được 5 em nào em lấy thì ngoại hình là khá đẹp ha. Còn 90% á, rất là đẹp. Em quay sơ sơ cho anh em xem. Con nào cũng đẹp, con lành hết. Thông số của em nói đây. Makita 3612 điện 200V, công suất là 1650W, vòng tua là 22.000 vòng ha. Hàng này của Makita chính hãng ha. Trong hãng là bán mới rất là mắc nha, 8 triệu mấy một con lận. Này anh em thể lấy máy số lên mạng sạch coi ha. Đây, em thử máy cho anh em xem luôn. Cho 5 con luôn cho anh em xem. Mấy con này trong hãng là 8 triệu mấy á, em bán thì để cho anh em 2 triệu rưỡi một con thôi ha. Điện 220 hết. Bảo hành cho anh em 3 tháng sử dụng. Con này mấy con này công suất lớn rất là mạnh ha, nên cài vô tư bao phay gỗ hay đồ là hết sảy luôn á. Con cuối cùng đây, này cái tem nó hơi bị tróc một xíu, không sao ha. Rồi hình vỏ giết còn đẹp đẽ hết. Rồi em kết thúc video tại đây ha. Anh em nào cần thì cứ liên hệ với em nha. Rồi em cảm ơn anh em. Con này là 2 triệu rưỡi một con nha, bao ship.